Đúng rồi, Tứ rất là tự tin về cái phần giải chiến bài của mình. Dù có chạy nhanh tốc độ marathon đi nữa, Tứ vẫn đánh ok. Tin chứ, tin tin là được. Cô bây giờ ừ. Mày ổn cái này cũng kìa. What the hell? Đổ candle ra nè. Thôi, không có chứ.
Ôi bà, hay quá trời, có một cái nhịp điệu luôn á. Đúng là chuyên nghiệp cho mọi người nha. Vậy nè, tội gì là mốt không? Tôi nghĩ là sao cái này nha, mấy cái khách mà có con, như trẻ hơi là đầu bếp này đó, công việc gì đó, cứ làm công việc đó đi, cứ ngồi cứ kia, mới không có cần chiều giờ ra, như đang ngồi họp nha. Đó, tại vì lát nữa tôi ghi event mọi người, cái event này nó quan trọng lắm, mà tôi không có thời gian, tôi buồn muốn body tiên fit, mặc cái đẹp nữa, cho nên tôi mới chọn không phải lấy cái tiên à. Vậy mốt mấy cái dancer nhỏ, cứ vừa nhẹ tôi. Hay quá trời luôn bé. Không cần chiều là em mới cúp, phải không? Hay quá trời luôn. Hay lắm. Trời vừa thấy tôi biết tạo này lúc nào cũng rất là test, rất là ok nha mọi người. Là mồ hôi chảy mà nền không chảy cho mọi người nha. Nền không chảy nha mọi người. Nè, trời sao không biết tiền có chảy mồ hôi chưa, tôi thấy người tướng rồi nè má. Thấy người tướng rồi nè. Hay quá. Tôi nghĩ là mình xong cái lớp nền đi mình chạy ha. Wow, nhân vật khác. Nhân vật nào đó thì tôi biết. Ủa rồi. Tính nhau điện nha mọi người. Đúng không? Điện đúng không? Chạy vô, chạy vô. Chưa, tính xong lớp nền. Xong lớp nền là chạy. Bà. Nó chạy bay luôn mà bà. Từ từ, đủ đi nhanh quá cho má nè. Nó chịu vô mắt của tôi. Chạy nó tới bên kia luôn kia. Trời ơi, trời ơi, hay quá trời. Nhớ rồi nè. Mắt nó không đẹp. Lớn nè, nhìn lớn nè. Bà, mắt nó mặt tới chuyên nghiệp à. Đi bên lớn lắm á. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà lần này lần đầu tiên đứng làm thực hiện cái thử thách luôn nha mọi người. Rất là chuyên nghiệp luôn nha. Đấy, ngược rất lên bé. Ok. Chết rồi, muốn đeo vô. Vô mắt nó thật. Bạn muốn tôi leo giống không? Lấy dốc đi. Từ từ tính cái lớp, xong cái lớp nền đi mình chạy tới chân mày á, tôi nghĩ tới chân mày chạy nhanh là ok. Chân mày chạy nhanh đó hả? Tại tướng rất là tự tin về cái phần giải chân mày của mình. Dù có chạy nhanh tốc độ marathon đi nữa, tướng nghĩ cũng đánh ok. Tin chứ? Tin tin là được. Cô bây giờ. Ừ. Ủa cái này cũng ok. Wow, lộ mọi người nha. Tập tối. Tập tối mọi người nha. Tập tối mọi người nha, cũng lộ mọi người đó. Cái nào vậy, cái nào vậy? Tập quá nè. Anh Phong hả? Vẫn nè, chuẩn bị hết cái bước này nha. Là chạy hả? Là chạy. Rồi, tới cái bước chân mại. Rồi rồi, anh nói đâu kìa. Cái gì vậy không Mỹ? Why are you running? Why are you running? Anh ơi, dậy ở đây. Xoay mặt qua đây mới được. Em xoay nè. Tới phần mắt đi mọi người ơi. Tới phần mắt đi. Đi bộ lại, đi bé, đi bộ lại. Một cái chạy mình phải giả lao xíu. Cái chân mày cũng kỳ luôn mà. Không, đồ nét rồi nè. Nhạo tiền. Đẹp. Hình. Đây, tính phần mắt nha mọi người, tôi sử dụng 7 màu mắt này. Nhắm xuống. Hôm nay tôi nghĩ là chạy bộ nhiều quá, mình nên có nhủ đi. Wow, đẹp liền luôn á, có nhũ lên xuất phát liền luôn bé. Những đùi đi ha, để sử dụng màu đậm này nha. Những đùi mát, mệt hả? Không sao, tiên không có mệt, tiên không có mệt cho mọi người nha. Đẹp, điển đẹp là được, nhìn xuống. Dù make up đẹp và dù chạy bộ cũng đẹp nữa. Ủa sao bà không chạy mồ hôi vậy má? Có mà. Không chạy không vậy má? Không có gì cho mọi người. Không chạy, không chạy gì vậy? Tôi giải không có đẹp mà. Thật quá.
Oh my god. Chờ cái cây nhỏ nhỏ đi. Cây nhỏ nhỏ hay gì vậy? Thôi tin bữa mình Eleanor. Chưa đánh bác Hồng, chưa highlight, chưa còn tua vậy. Chưa, Eleanor. À chưa hả, Eleanor hả? Sáu luôn, bây giờ tôi chạy nhà luôn mọi người, tôi không chạy chậm như này. Nhanh quá, không biết từ lùi cho nhanh. Nhưng mà tôi không có làm được. Nhưng mà tôi không có làm được, có quỷ. Nè. お前はもう死んでいる。 5 minutes later.
Mọi người ơi, mọi người thấy chưa mọi người? Thấy chưa? Đây, hôm nay tướng là slip rồi nè. Phát dùng con hát nhẹ nữa nha. Hát dài. Rất là 2% luôn. Là 2% luôn. Không lắm nữa nè. Quá đẹp. Trời ơi, không đẹp. Người quá đẹp rồi. Ok không? Đẹp quá. Xuống đi bộ rủ ở đó, vừa rủ đi mẹ luôn đó bé. Bây giờ tôi đi chậm cho mọi người coi nha. Mê quá. Lên 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 chưa? Anh đi cho bóp cái nào. Thấy chưa? Cái này mày tuần nữa thầy Trang mời bà không mời bà buồn lắm luôn á mẹ. Cho mọi người coi make up của tôi đã. Đó mọi người. Chào cậu. Sen ra đây cho ý kiến đi Sen. Đẹp quá à. Đấm điểm đi mẹ. À đẹp quá. Chưa bao giờ thấy cái phẩm nào nó như vậy luôn á. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mình. Thấy chưa? Có ai mà qua tôi. Ê! Cái môi tôi giống Gây Sa thiệt. Thiệt, giống kiểu Gây Sa mà, giống Nhật Mật mà. Thì cũng giống như là lần đầu tiên mà. Cái này là gì vậy bà? Nani! Cái này là bà bây giờ hôn. Cánh bướm bà hiểu không? Cánh bướm nãy tôi vẽ vô eyeliner, cánh bướm nó đẹp lắm luôn. Nhưng mà cái này tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy là cái dòng eyeliner này không xịn nha mọi người nha. Không hoàn toàn không tốt. Hôm nay là tôi muốn chứng minh cho mọi người biết là tất cả cái dòng sản phẩm tiên đang xài, cái nào ok, cái nào ok, như là cái lót là ok thấy không? Cái lớp nền không bị trôi nè thấy không? Chỉ có eyeliner. Cái eyeliner là không có giữ được lâu nè. Đụng mồ hôi là chảy nè. Còn lại rất là ok mọi người. Thấy sao? Chấm điểm đi. Chấm điểm hả? Thì đương nhiên là 10 trên 10 rồi. Vỗ tay. Mọi người hãy chấm điểm cho Tuấn nha. Ê bà, mà đánh cái emo tôi mà gì nó đau. Bị đau cho bé. Nó đau vậy. Nó chỉ vô mặt mấy lần luôn bé. Đau bé. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết video ngày hôm nay. Bây giờ thì Tiên sẽ đi event và sẽ có một những cái thước hình rất là đẹp. Mọi người hãy nhớ làm subscribe kênh YouTube của Tuấn. Của Tuấn thôi nha mọi người nha. Tuấn thôi nha mọi người. Mấy người kim follow hết rồi đấy. Ê bà mọi người. Chào mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Nếu mọi người có challenge gì đặc biệt hơn hãy comment phía dưới cho Tiên và Tuấn biết nha. Bye bye. Ê giờ tâm nèo cái này bé. Ok. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Bye mọi người. Bye.